Kính thưa toàn thể quý vị, thưa các bạn trẻ, hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái chương trình lịch sử Việt, Việt Nam nước tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về đề tài truyền kỳ lịch sử Việt. Thưa quý vị, mỗi dân tộc đều có những cái truyền kỳ lịch sử mà được thần thoại hóa. Nó thể hiện cái lòng tự hào dân tộc mang tính sử thi của họ. Thật vậy, huyền thoại Rồng Tiên và ngọn nguồn huyết thống Việt tuy đượm vẻ huyền hoặc nhưng lại tràn đầy tính hiện thực, thấm đậm cái nét nhân văn của truyền thống nhân đạo Việt Nam. Huyền sử con rồng cháu tiên là niềm tự hào của nòi giống Việt. Đã là người Việt Nam thì từ em bé thơ ngây đến cụ già trăm tuổi, từ bậc thức giả uyên bác, từ bác nông dân suốt đời chân lấm tay bùn, không ai không một lần nghe chuyện cổ tích họ Hồng Bàng. Thật vậy, ai trong chúng ta mà không biết về nguồn cội rồng tiên với thiên tình sử tuyệt vời của bố lạc mẹ Âu, mở đầu thời kỳ lập quốc của dòng giống Việt. Truyền thuyết Việt Nam, hay nói đúng hơn là truyền kỳ lịch sử Việt Nam, được hư cấu dưới lớp vỏ huyền thoại, nhưng thực chất là dựa trên sự thật lịch sử, được hư cấu như một huyền tích, trong đó đề cao con người với ý nghĩa nhân bản truyền thống. Truyền thuyết Việt Nam biểu trưng một triết lý văn hóa cao đẹp, không những thấm đậm tính nhân đạo, chan chứa vẻ nhân văn mà còn tràn đầy tình đồng bào, nghĩa ruột thịt qua hình tượng bọc điều trăm trứng nở trăm con. Từ ý niệm đồng bào dẫn đến lòng yêu nước thương nòi, yêu quê cha đất tổ, tất cả đã trở thành một giá trị đạo lý truyền thống của nền văn minh đạo đức Việt Nam. Henri Lemaître, một nhà Việt Nam học, đã phải ca tụng nét đẹp văn hiến của Việt tộc qua đền thờ văn miếu như sau. Văn miếu không phải là để cầu kinh hay để làm bùa phép, mà là một nơi trang trọng ghi ơn các anh hùng dân tộc, các danh nhân văn hóa, các vị tiến sĩ với những chuẩn bị và chuẩn mực đạo đức để con cháu đời sau ghi sâu vào tâm khảm bài học về đạo làm người Việt Nam, xứng đáng với hoài bão của tiền nhân. Đối với người Việt, việc thờ cúng ông bà tiên tổ là đạo lý làm người trong đời sống tâm linh Việt. Từ xa xưa, người Việt coi trọng đạo nghĩa nên thường nghĩ tới ngày giỗ của người thân hơn là chú trọng đến ngày sinh nhật của chính mình. Ngày nay, dù giới trẻ có quan tâm nhiều đến ngày sinh nhật, nhưng vẫn không quên được những ngày kỵ giỗ người thân trong gia đình. Và đạo thờ cúng ông bà là nó trở thành một Việt đạo, thể hiện cái đạo lý làm người Việt Nam. Linh mục Kanye, một thừa sai ngoại quốc đến Việt Nam truyền giáo, đã phải thốt lên: Việt Nam là một dân tộc có tinh thần tôn giáo cao độ. Học giả Paulus nghiên cứu về Việt Nam cũng thừa nhận rằng dân tộc Việt có một đời sống tâm linh cao, người Việt không làm việc, họ tế tự. Thật vậy, người ngoại quốc nào cũng ngạc nhiên khi thấy mỗi gia đình Việt Nam là một nhà thờ, nhà nào cũng có bàn thờ gia tiên ở chính giữa nhà. Trong đời sống tâm linh Việt, nhất cử nhất động việc gì cũng tràn đầy tính chất thiêng liêng, thờ phượng, tế lễ, cúng giỗ với tất cả tấm lòng chí thành. Người Việt không tham dự vào các buổi lễ để được ban phát ân sủng, mà họ hiệp thông cầu nguyện như một người tư tế với tất cả tính chất thiêng liêng của một tôn giáo. Thưa quý vị, đây chính là điểm đặc thù, độc đáo, thấm đậm bản sắc dân tộc, tràn đầy vẻ nhân văn của triết lý văn hóa nhân chủ Việt Nam. Trong đời sống tâm linh Việt, không chỉ hiện hiện ở bàn thờ gia tiên, mà đền thờ ngự trong tâm thức của mỗi một người. Điều này thể hiện cái giá trị cao đẹp đặc trưng của đời sống tâm linh của người Việt. Thờ cúng tổ tiên chính là đạo lý làm người, là cái gì thiêng liêng cao cả truyền từ đời này sang đời khác. Chính dòng sống tâm linh này đã góp phần bảo tồn nòi giống Việt. Truyền thống thờ cúng ông bà không còn một tập tục, một tín ngưỡng đơn thuần mà nó trở thành một đạo lý dân tộc. Thờ cúng ông bà được xem như một tổ tiên chính giáo của đạo làm người Việt Nam mà Nguyễn Đình Chiểu, một sĩ phu yêu nước thế kỷ 19 đã ân cần nhắc nhở: thả đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn sáng mắt mà ông cha không thờ. Người Việt Nam ai cũng biết uống nước là phải nhớ nguồn, vì công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
và ơn cha mẹ thề không lỗi đạo, thờ sống sao thờ thác làm vậy. Công cha nghĩa mẹ xưa nay, con nguyện ghi nhớ thảo ngay một lòng. Đây chính là điểm độc đáo của dòng sống tâm linh Việt vẫn tiếp nối truyền lưu trong mỗi con người Việt Nam chúng ta hôm nay và mãi mãi về sau. Thật vậy, bên cạnh đời sống thực tế khổ đau trước mắt, vẫn hiện hiện một đời sống tâm linh sâu thẳm, thấm đậm tính nhân bản hiện thực cao đẹp. Chính dòng sống tâm linh đó đã tạo cho mỗi người Việt Nam một quan niệm sống lạc quan yêu đời, an nhiên tự tại, nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh mạng sống cho nền độc lập thực sự, cho quyền tự do thực sự và sự ấm no hạnh phúc thực sự của toàn dân Việt Nam. Bước sang thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại, chân lý khách quan, ánh sáng của sự thật soi rọi vào quá khứ, che phủ hàng ngàn năm bởi kẻ thù Hán tộc bành trướng, lên lịch sử vẫn là lịch sử của sự thật, dù bị vùi lấp hàng nghìn năm bởi lớp bụi của thời gian, cũng như bị sửa đổi bóp méo, xuyên tạc bởi sức mạnh của Hán tộc thống trị. Trước đây, nhân loại cứ tưởng là nền văn minh Tây Phương là của Hy Lạp La Mã, để rồi phải xác nhận nền văn minh đó đến từ văn minh của Trung Quốc. Cuối thiên niên kỷ thứ hai, nhân loại là ngỡ ngàng khi thấy rằng cái gọi là nền văn minh Trung Quốc chính là nền văn minh của đại chủng Bách Việt. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là phải nhìn lại toàn bộ lịch sử Việt để phục hồi sự thật của lịch sử, để xóa toan đám mây mờ che lấp suốt mấy ngàn năm lịch sử bởi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Trong lịch sử nhân loại, có lẽ không một dân tộc nào chịu đựng nhiều mất mát, thương đau trầm luân như dân tộc Việt với những thăng trầm lịch sử, những khốn khó thương đau. Ngay từ thời lập quốc, Việt tộc đã bị Hán tộc với sức mạnh của một tộc người Du Mục đã đánh đuổi Việt tộc phải rời bỏ Trung Nguyên xuống phương Nam để rồi trụ lại cái phần đất Việt Nam bây giờ, trải qua gần 1.000 năm nô lệ. Với chiến thắng Bạch Đình Giang lịch sử năm 938 của Ngô Quyền mới chính thức mở ra một thời kỳ độc lập của Việt tộc. Trong suốt trường kỳ của lịch sử, tuy Hán tộc xâm lấn phải bỏ Trung Nguyên xuống phương Nam, nhưng nền văn hóa của Việt tộc đã thẩm nhập vào đất nước và con người Hán tộc để hình thành cái gọi là nền văn minh Trung Quốc. Chính sử gia chính thống của Hán tộc là Tư Mã Thiên đã phải thừa nhận một sự thực lại. Việt tuy gọi là man di, nhưng tiên khởi đã có đại công đức với muôn dân vậy. Vạn Thế Sư Biểu, người thầy muôn đời của Hán tộc là Khổng Tử cũng đã phải ca tụng nền văn minh rực rỡ, xác nhận cái tính ưu việt của nền văn minh Bách Việt ở phương Nam. Trong sách Trung Dung, Khổng Tử đã viết như sau: độ lượng bao dung, khoan hòa giáo hóa, không báo thù kẻ vô đạo. Đó là sức mạnh của phương Nam, người quân tử ứng xử như vậy. Mặc giáp cưỡi ngựa, sông pha giáo mác, đến chết không chán. Đó là sức mạnh của phương Bắc, kẻ cường đạo hành động như thế. Trong Kinh Xuân Thu, Khổng Tử đã phải ghi lại biết bao nhiêu trường hợp cha giết con giết cha, cha cướp vợ của con cướp vợ của cha, anh chị em dâm loạn với nhau, bề tôi giết Chúa. Điều này chứng tỏ Hán tộc Du Mục vẫn còn là dã man, mạnh được yếu thua bất kể tình người, bất kể luân lý đạo đức. Thế mà chính sử Trung Quốc vẫn miệt thị Việt tộc là man di, các thứ sử Thái Thú Hán vẫn lên mặt giáo hóa dân Việt, trong khi Bách Việt ở phương Nam đã đi vào nền nếp của nền văn minh nông nghiệp từ lâu. Chính vì vậy, Vạn Thế Sư Biểu của Hán tộc là Khổng Tử đã phải đem những nghiên cứu học tập học hỏi tinh hoa của nền văn minh Bách Việt phương Nam để đặt thành những tôn ti trật tự, những giá trị đạo lý để giáo hóa Hán tộc Du Mục. Tất cả năm bộ kinh điển Ngũ Kinh được xem như tinh hoa Hán tộc đã được chính Khổng Tử xác nhận là ông chỉ kể lại, thuật nhi bất tác, chép lại của tiền nhân chứ không phải do Khổng Tử sáng tác. Ngày nay, sự thật lịch sử đã được phục hồi khi giới nghiên cứu đều xác nhận hầu hết các phát minh gọi là văn minh Trung Quốc, từ nền văn minh nông nghiệp đến văn minh kim loại, kỹ thuật đúc đồng, cách làm giấy, cách nấu thủy tinh, cách làm thuốc súng, kiến trúc nóc oằn mái cong, đầu dao cong vút, tất cả đều là của văn minh Bách Việt. Bởi vậy, chính Hán Hiến Đế, vị vua cuối cùng của triều Hán đã phải thừa nhận như sau: giao chỉ là đất văn hiến, núi sông hun đúc, chân bảo rất nhiều, văn vật khả quan, nhân tài kiệt xuất. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị, thân chào các bạn trẻ.